Hello em Cao, xin chào tất cả các bác trở lại với kênh Cao GBL Hoàng Mai. Trong một clip giới thiệu sản phẩm, đó là review sản phẩm một cặp 47-32X tình trạng đẹp xuất sắc và tất cả mã bát, mã tép trùng nhau toàn bộ từ trên xuống dưới các bác nhá. Thì các bác hãy để ý, mã này em Cao cũng không chọn được đâu. Đây là cũng là ăn may thôi, nhưng mà một mã mà trùng nhau tất từ trên xuống dưới, mã bát, mã màng, mã sản phẩm, dấu má rồi tem giấy, tất cả đều được trùng nhau toàn bộ. Đó là những cái gì mà cũng rất là may mắn nếu như bác nào có cơ hội để sở hữu siêu phẩm này. Đầu tiên chúng ta hãy nhìn từ trên xuống dưới, đó là chế độ máy bay. Đó, tình trạng đẹp xuất sắc các bác nhá. Thì đầu tiên là như này là rất quan trọng cho bốn chiếc bát mà nó đều màu nhau. Đó, tất cả đều ba khoang và chúng ta sẽ đi chi tiết của sản phẩm. Đó, máy hôm nay không có cây quay, em Cao quay sẽ hơi rung một chút các bác nha. Đó, đó là những cái gì em Cao muốn thể hiện từng ly từng tí một. Đó, để chúng ta chiêm ngưỡng cái sản phẩm cho nó tuyệt đối. Mà đi mua hàng bãi thì cũng rất là quan trọng cái khi mà chúng ta chọn cái sản phẩm mà nó phải nội thất các bác nha. Tất cả từ côn tép xì em Cao cũng đã tháo để kiểm tra. Và đôi khi các cái côn tép xì này thì rất nhiều anh em có thể không kiểm tra đâu, nhưng em Cao cũng rất là cẩn thận kiểm tra toàn bộ cả côn tép xì. Đó, kể cả là tép. Ok, úp xuống đi. Thì đầu tiên chúng ta hãy đi vào sản phẩm. Tất cả từ tính là 7 màu. Đó, và mã trùng mã toàn bộ nhá, kể cả dấu má cho đến mã. Úp xuống đi. Tất cả đây mã màng nhá. Và tình trạng thì xuất sắc. Tiếp chiếc thứ hai đây, côn keo thì em Cao cũng vẫn bao zin cho tất cả các bác. Và hàng này thì các bác đi mua, các bác nhớ là chúng ta phải khui nội thất thì nó mới là chuẩn chỉnh. Còn bên ngoài chúng ta nhìn nó chỉ phần nào thôi. Về cái sản phẩm thì anh em hàng bãi thì có tuốt tát là câu chuyện rất bình thường. Nếu mà tuyệt đối mà không có một vết xước thì các bác cũng lại phải xem lại. Vì sao? Hàng bãi thì không có cái chuyện đấy đâu. Cho nên là kiểu gì nó cũng có xước lặng, xước nhẹ một chút. Chấm phẩy một chút sơn thì chúng ta cũng không quan trọng cái việc đó. Nhưng mà chúng ta quan trọng là được nhận được bộ nội thất này là bền bỉ hay không, tiếng nó có còn hay hay không thì là nó do bộ nội thất các bác nhá. Từng chiếc một em Cao quay và các bác cũng cứ để ý. Đó, xuất sắc luôn. Màng côn keo là tất cả dấu má trùng. Ok chưa? Đít thì phấn lên rồi, xuất sắc rồi. Đó, không một con nào khác con nào. Quay lại một lần nữa, tất cả mã số, mã tép. Nếu bác nào quan tâm mà may mắn sở hữu siêu phẩm này thì hãy liên hệ em Cao. Rất ít khi gặp mà nó trùng tất cả mã tép côn xì, nó cũng trùng nhau các bác nha. Đó, và độ mới thì cực cao luôn, độ mới rất là cao luôn. Con nào như con nào, chúng ta chỉ cần nhìn màng này là chúng ta biết luôn. Đó, ok chưa ạ? Và tất cả tép xì em Cao cũng đã tháo. Nếu như bác nào cần thì em Cao sẽ đã chụp ảnh lại rồi. Em Cao gửi côn tép xì nữa cho tất cả các bác là các bác ok luôn. Nhưng con tép xì vẫn còn mới, rất là mới. Các bác hãy nhìn nó rất là mới luôn. Các bác thấy không? Đó, rất là mới, hai chiếc đều nhau. Côn tép xì cũng trùng với cả côn tép chính luôn. Và đây, những cái gì muốn thể hiện tất cả đây. Tem mác cóng một cộng, kể cả mã số của những con tép này đều được trùng khớp hết các bác nha. Đó, em sẽ quay rất chi tiết cho tất cả các bác. Và nó còn mới như thế này, cái độ mới rất là cao. Đó, đi mua sản phẩm thì chúng ta phải tinh tường một chút. Đó, từ cái cọc em quay cũng rất là chi tiết các bác nha. Và đây chúng ta rất khó bỏ qua, đó là hai cái côn tép chính và sản phẩm còn mới như thế nào. Chúng ta hãy nhìn long lanh luôn. Đó, và đây côn tép. Côn tép này mã đều trùng nhau toàn bộ các bác nhá. Hiếm có một đôi nó như thế này. Đó, đây luôn. Chúng ta hãy nhìn kỹ. Đó,
xuất sắc luôn. Đó, đó là những cái gì mà phải là tất cả đều là mã trùng mã nha các bác nha. Đó, mã trùng mã hết toàn bộ và xuất sắc. Đó, nguyên đài. Đó, nên chúng ta thoải mái mà sở hữu đôi này thì quá tuyệt vời, cũng là một cái may mắn của em Cao cũng như các bác. Nếu như bác nào mà có thể xài được cặp trùng nhau như thế này và tất cả bông vẫn còn chặt tấm luôn, đó, vàng óng luôn. Đó, các bác vừa được nhìn thấy tất cả các thứ long lanh cành đào luôn. Và chúng ta đi vào cái phân tần không một vệt và nó như mới cứng luôn. Các bác hãy em giữ máy một chút. Đó, ok. Và sang chiếc thứ hai của phân tần thì chúng ta nhìn thấy những vệt bông vẫn còn chém cạnh luôn, rất là xuất sắc luôn. Các bác có thấy không? Đó, những cọng dây trắng lõn là này. Đó, đây các bác nhìn phân tần, máy nó hơi rung một chút, sáng choang luôn. Đó, ok, chúng ta vừa rồi chúng ta đi vào nội ngoại thất của 4732X và tất cả các bác hãy nhìn, nó mới keng xà beng luôn, được chưa ạ? Ok, chúng ta em sẽ lắp đặt lại và test hàng. Bác nào quan tâm thì hãy liên hệ em Cao các bác nhé. Ơi, em đi lấy chồng, anh vẫn một mình. Còn chiều mênh mông sông đã buông nắng, nhớ thương làng quê lũy tre bờ đê, ước mơ trở về nghe mẹ hiền ru bên thềm đá cũ. Quê nhà tôi ơi, con đường qua ngõ bóng mẹ liêu xiêu trong chiều buông gió, nhớ thương đàn con biết phương trời nào, áng nắng mùa đông thương mình lận đận đêm buồn mẹ ru. À ơi, hoa bay lên trời, cây chi ở lại. À ơi, hoa cài lên trời, rau răm ở lại, chịu lời đắng cay. À ơi, em đi lấy chồng, anh vẫn một mình. Một mình nhớ em. Hello em Cao, xin chào tất cả các bác trở lại với kênh Cao JBL Hoàng Mai. Và đây là cái sản phẩm ngoại thất của sản phẩm thì đều sắc lét từng ly từng tí một các bác nhá. Đây là cốc đít, tình trạng đẹp xuất sắc. Và khi em Cao đã có hàng thì các bác cũng biết rồi là phải xuất sắc các bác nha. Đó, đó, xuất sắc luôn, từng ly từng tí một. Đây là một cặp mà khá là nhiều các bác thích, những dòng 4732X.
và em Cao quay cũng rất là chi tiết, nhưng mà chủ yếu vẫn là nội thất, cốc đít đẹp keng luôn các bác nhá. Tất cả đều là Origin. Nếu như bác nào quan tâm thì hãy liên hệ với em Cao để sở hữu cặp tất cả ba tép, từ ba tép xì đều là trùng nhau toàn bộ. Đây là một cặp mà nếu như bác nào siêu tầm thì khó có thể bỏ qua. Ok chưa ạ? Ok, bác nào quan tâm thì hãy liên hệ em Cao và nghe thêm một đoạn nữa. Mắt đen về đâu? Mắt đen của tôi. Mắt đen chờ anh tháng ngày mỏi mòn, mối tình lòng đong. À ơi, hoa bay lên trời, cây chi ở lại. À ơi, hoa cài lên trời, rau răm ở lại, chịu lời đắng cay.